Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em mới giới thiệu bác một siêu phẩm mới về bên em, mang thương hiệu Chopic đến từ Pháp. Và rất nhiều các bác hỏi em về những dòng đua cao cấp, thì hôm nay em mới về được chiếc dòng xe đua Road Chopic Madrid, thương hiệu của Pháp, với cấu hình rất là khủng đó nhá. Đồ Tiara và cặp vành hiệu Mavic Càng carbon, cộng in carbon, cặp vành Mavic, đồ full Tiara. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu chủ đạo màu đen và điểm trắng vàng trên khung xe rất là sport, nổi bật. Và điều đặc biệt trên xe này là người chủ cũ nâng cấp thêm cặp vành hiệu, đó là cặp vành Mavic, thương hiệu rất là nổi tiếng các bác đã biết rồi. Và bây giờ em xin đánh giá từng chi tiết của xe. Đây là một thương hiệu của đến Chopic đến từ Pháp. Xe tổng thể khoảng 90%. Đây những cái đường vân 3D da rắn này, nổi bật trên khung xe. Đây đường vân 3D của trên khung xe rất là nổi bật. Hiệu Chopic Madrid. Có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Đây là một mẫu xe thư pháp thương hiệu rất là nổi tiếng, đồ Tiara, xe mới tổng thể 90%. Mà rất nhiều các bác hỏi em về những cái dòng xe đua Road, thì hôm nay em mới về được chiếc xe đua rất là đặc biệt bên em, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, không còn gì xa lạ đối với các bác. Chopic Madrid, xe được trang bị rơm sườn cao cấp. Xe được trang bị với bộ khung nhôm 6061 ALL, tức là dòng xe nhôm siêu nhẹ đó nhá. 6061 thì các bác biết là nó là dòng nhôm cao cấp siêu nhẹ, sản xuất cho những cái xe rất là cao. Tem vàng đỏ, đấy, tem của thương hiệu thôi. Nguyên bản trong xe, cổ Ford ghi đông chính hãng của Chopic. Đây, có thể thấy rõ. Ghi đông vẫn là của Chopic đó nhá. Xe được sử dụng với tay lắc Shimano Tiara. Bên tay phải em cũng là bên tay lắc Tiara. Đây là một mẫu xe mới về bên em rất là hot. Phanh ba mảnh Tiara. Và những điểm nhấn đặc biệt đây, có thể thấy rõ cái càng của xe đây. Đây là những cái đường vân 3D nổi chấm tròn. Đấy, vân 3D có nhá. Nhìn nó như một cái dầu, cái màu dầu loang ấy trên cọc này. Đây như càng xe, càng carbon, càng Chopic carbon. Và xe được người chủ cũ lưng thêm với cái tông màu vàng đen, vành Mavic Composite. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng rồi, một thương hiệu rất là đắt giá. Đây là cái màu em với quốc qua. Bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về những cái dòng xe có cặp vành Mavic đây, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Mayer và vành cặp Composite. Bánh trọng, bánh lốp trọng 700x25C. Bánh của Gian SR4 cũng là một hãng lốp rất là cao cấp của dòng Gian, lốp cao cấp, lốp chọc SR4. Mayer hiệu Mavic càng carbon Chopic. Một chiếc xe mà có đầy đủ những thương hiệu cao cấp trên xe, cấu hình Tiara. Và ở dưới gầm xe đây là có thể thấy rõ dưới gầm xe là cái mã vạch xe đây, chính hãng bảo hành của dòng Chopic. Xe tổng thể còn 90% xe. Và ở giữa đây cũng là cái điểm nhấn cho xe, khung xe, đó là cái đường vân 3D gọn, cầm gọn tay đó nhé. Đây là những đường vân 3D cầm rất là gọn tay, rất là nổi bật trên khung xe. Và những cái dòng xe cao cấp thì thường là những cái dòng yên khung giữa đều là có một cái vết khom này, cho giúp người đạp có lực hơn, không tốn sức.
và rất là bon. Hậu yên là carbon đó nhá, hậu yên carbon. Bên trên yên thì nguyên bản bài theo xe là có cái mút ngồi hiệu Yavolo, thương hiệu đạp xe chuyên nghiệp, yên hiệu. Và chắc em bây giờ em sẽ tháo yên bên trong cho các bác xem. Thì em vẫn để nguyên theo xe chứ chưa bóc ra. Bên trong thì yên nó hơi một chút chày ở bên trên yên, cũng là yên của chính hãng Chopic và yên của nó đây. Bên này là có lớp lớp mút rất là dày, chỗ này là lỗ li ti nhá, chống chống nước vào, có ví dụ trời mưa vào các bác không sợ bị ướt quần. Nguyên bản theo xe. Đằng sau thì cũng là đồ Tiagra, phanh ba mảnh Shimano. Ủ là Shimano Tiagra. Bên dưới thì xe nguyên bản và có cái chống va đập xích. Gạt đĩa Shimano Tiagra. Đùi đĩa Tiagra Shimano, nguyên một gạt đút Tiagra. Vâng, xích chính hãng nguyên bản theo xe, xích hơi ngả vàng, hít xích vàng, xích đồng nhá, rất là bền, bền mặt xích đây, xích clip còn rất là mới. Xe được trang bị với 10 tầng clip, hai đĩa cho bộ chuyển động của xe 20 tốc độ. Đằng sau xe cũng được trang bị với cặp Mayer bạc đạn Mavic chính hãng, thương hiệu rất nổi tiếng về dòng xe dòng Mayer và Bạch rồi, có những bạn tham khảo thêm Mavic Composite. Vâng, một thương hiệu đến từ Pháp. Ở đây thì nó có chữ Made in Romani. Đây, nó hơi ngược chữ. Đây, Made in Romani đây. Thương hiệu vành nổi tiếng Mavic, Combic, LTA. Các bác ở trên tham mạng tham khảo thêm. Đây là cặp đũa hay gọi là cam lá hẹ đi theo vành nguyên bản, rất là cao cấp. Xe rất màu rất là đẹp luôn nhá, trắng phai và màu đen vàng trên xe. Và bây giờ em xin tiếp hoạt động của xe. Vâng, lên lip lip và xích cũng rất là mới luôn nhá. Xe được trang bị với 10 tầng lip rất là mượt mà, với trang bị thêm cặp vành rất là khủng Mavic, chuyển động rất là mượt xuống lip. Vâng, hầu như chuyển động rất là mượt mà không lỗi chi tiết nào cả. Bên tầng đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, xe được trang bị với cặp Mayer rất là khủng, hơi cuối lổ tí, bạc đạn hơi cuối lổ tí không nhá, các bạn thấy rõ ấy. Những điểm nhấn 3D trên xe rất là nổi bật trên khung xe đây. Đây là những điểm chỉ nhấn. Một mẫu xe thương hiệu rất là nổi tiếng bên em mới về, cấu hình rất là khủng, tàng carbon, cọc in carbon, đồ full group Tiagra và cặp vành hiệu Mavic. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Chopic thương hiệu của Pháp, Madrid, và được trang bị với cặp vành thương hiệu của Mavic, cặp vành nguyên cặp thương hiệu rất nổi tiếng, vành Mavic, càng trước carbon, cọc in carbon, đồ group full Tiagra. Có giá tốc tốc bên em là 10.800.000. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc YouTube tìm kênh xe đạp, đến đăng ký với kênh.
Vâng, em chào các bác và hẹn các bác vào trường ngày mai.